Cho đến tuy chưa thông đạt ý nghĩa rốt ráo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nhưng có thể giảng dạy cho người khác thì quyết không bao giờ xa lìa kinh điển và người thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế. Thiện hiện nên biết, Đại Bồ Tát này từ cõi người sanh đến đây. Vì sao? Thiện hiện đời trước Đại Bồ Tát này đã nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nghe rồi thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy đúng lý, lại ghi chép và trang sức các đồ báu, lại dùng các loại tràng hoa đẹp nhất, hương xoa hương bột, y phục anh lạc tràng phan lọng báu, âm nhạc đèn sáng, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi. Nhờ thiện căn này nên lìa tám nạn xứ, từ cõi người sanh lại cõi người, nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, sanh lòng tin hiểu, ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật, bạch Thế Tôn, có Đại Bồ Tát nào thành tựu công đức thù thắng như thế, cúng dường phụng thờ Như Lai ứng chánh đẳng giác ở phương khác, từ chỗ đó rồi sanh vào cõi này, nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, sanh lòng tin hiểu, ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi, không lười nhác chăng? Phật dạy: Thiện hiện, đúng vậy, các Đại Bồ Tát thành tựu công đức thù thắng như thế, cúng dường phụng thờ Như Lai ứng chánh đẳng giác và phương khác. Từ chỗ đó vào cõi này, nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, sanh lòng tin hiểu, ghi chép, thọ trì, đọc tụng, tu tập, tư duy, diễn nói, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi, tâm không lười nhác. Vì sao? Vì đời trước, Đại Bồ Tát này đã ở chỗ vô lượng Phật nơi phương khác. Nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, sanh lòng tin hiểu, ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi, tâm không lười nhác. Họ nhờ năng lực thiện căn như thế nên từ cõi kia sanh vào nơi này. Lại nữa, thiện hiện có Đại Bồ Tát từ thiên chúng ở cõi trời Đủ Xử Đa sanh vào cõi người, họ cũng thành tựu công đức như thế. Vì sao? Vì đời trước Đại Bồ Tát này đã ở cõi trời Đủ Xử Đa, chỗ Đại Bồ Tát Tử Thị thỉnh hỏi ý nghĩa Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Họ nhờ năng lực thiện căn như thế nên từ chỗ kia sanh vào cõi người, nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, sanh lòng tin hiểu, ghi chép thọ trì đọc tụng, tu tập tư duy diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi, tâm không lười nhác. Lại nữa, thiện hiện có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, dù đời trước được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa cho đến Bố Thí Ba La Mật Đa, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa, nên nay sanh vào cõi người, nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tâm ý mờ mịt, do dự khiếp nhược, hoặc sanh hiểu biết khác, khó khai ngộ được. Lại nữa, thiện hiện có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, dù đời trước nghe pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa, dù đời trước được nghe chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa, dù đời trước được nghe thánh đế khổ tập diệt đạo, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa, nên nay sanh vào cõi người, nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tâm ý mờ mịt, do dự, khiếp nhược, hoặc sanh hiểu biết khác, khó khai ngộ được. Lại nữa, thiện hiện, có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, dù đời trước được nghe bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa, dù đời trước được nghe tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa, dù đời trước được nghe bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa, dù đời trước được nghe pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa, dù đời trước được nghe thập địa tam thừa Bồ Tát, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa, nên nay sanh vào cõi người, nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, tâm ý mờ mịt, do dự khiếp nhược, hoặc sanh hiểu biết khác, khó khai ngộ được. Lại nữa, thiện hiện, có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, dù đời trước được nghe năm loại mắt, sáu phép thần thông, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa, dù đời trước được nghe 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa,
Dù đời trước được nghe 32 tướng đại sĩ 80 vẻ đẹp, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa. Dù đời trước được nghe pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa. Dù đời trước được nghe môn đà la ni, môn tam ma địa, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa. Dù đời trước được nghe hạnh đại Bồ Tát, chư Phật vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa. Dù đời trước được nghe trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, nhưng không thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa, nên nay sanh trong loài người, nghe thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tâm ý mở mịt do dự khiếp nhược, hoặc sanh hiểu biết khác khó khai ngộ được. Lại nữa thiện hiện, có các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa, dù đời trước được nghe bát nhã ba la mật đa, cũng từng thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa, hoặc trải qua một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, nhưng không như lời dạy tinh tấn tu hành, nên nay sanh trong loài người, nghe thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, hoặc trải một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, tâm ý vững bền không ai phá được. Nếu lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa đã nghe, liền thối lui sanh tâm do dự. Vì sao? Thiện hiện vì các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này nhờ đời trước được nghe bát nhã ba la mật đa, cũng thỉnh hỏi ý nghĩa sâu xa nhưng không như lời dạy tinh tấn tu hành. Nên đời này, nếu gặp thiện hữu ân cần khuyên bảo, thì rất thích muốn nghe và thọ trì bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nếu không gặp thiện hữu ân cần khuyên bảo, thì không muốn nghe và thọ trì kinh này. Đối với bát nhã ba la mật đa, có lúc họ muốn nghe hoặc có lúc không muốn, hoặc có lúc vững chắc hoặc có lúc thối lui, tâm ý dễ động, tiến thối không nhất định, như lông nhẹ theo gió chuyển bay. Nên biết các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa như thế, hướng đến đại thừa, trải qua thời gian chưa bao lâu, chưa gần gũi nhiều chân thiện tri thức, chưa cúng dường nhiều chư Phật Thế Tôn, chưa từng thọ trì đọc tụng ghi chép tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, thiện hiện nên biết các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này chưa học bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa, chưa học pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, chưa học chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, chưa học thánh đế khổ tập diệt đạo, chưa học bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chưa học tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chưa học bốn niệm trụ, cho đến tám chi thánh đạo, chưa học pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, chưa học thập địa tam thừa Bồ Tát, chưa học năm lại mắt, sáu phép thần thông, chưa học mười lực Như Lai cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, chưa học 32 tướng tốt của đại sĩ, 80 vẻ đẹp, chưa học pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, chưa học tất cả hạnh đại Bồ Tát, chưa học chư Phật vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chưa học trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Thiện hiện nên biết các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa đối với pháp đại thừa mới hướng đến đại thừa, đã thành tựu một chút lòng tin kính tín ưa thích thì chưa ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lại nữa thiện hiện, các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa nếu không ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu không dùng bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa nhiếp thọ hữu tình, cho đến nếu không dùng trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng nhiếp thọ hữu tình, thì các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này không được bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa thủ hộ, cho đến không được trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thủ hộ. Các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này không thường tùy thuận tu hành bát nhã ba la mật đa cho đến bố thí ba la mật đa, cho đến không thường tùy thuận tu hành trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Do đó nên rơi vào địa vị thanh văn địa hoặc độc giác địa. Vì sao? Vì các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa không thường ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói, cũng không thường dùng bát nhã ba la mật đa sâu xa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng nhiếp thọ hữu tình, không thường tùy thuận tu hành bát nhã ba la mật đa nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng, không được bát nhã ba la mật đa thủ hộ, cho đến không được trí nhất thiết tướng thủ hộ. Do đó nên rơi vào thanh văn địa hoặc độc giác địa.